Chào bạn đã đến với kênh Cắt Thời Gian. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái cách kho cà cà này hoặc cà để người ta múi các bạn. Đây vừa tím vừa trắng, mình sẽ kho với cách mềm và dẻo nha các bạn, và có nước cho mình để có thể chấm rau cũng được á. Ở đây mình có một ít cà tím và ba lạng cà, một tô nước. Cái cà này các bạn có thể kho chay cũng được, kho mặn cũng được tùy. Hay là các bạn có thể sắc nhỏ ra và xào cũng được nha các bạn. Hiện tại bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm nè, sẽ cắt vào cái cuốn. Như các bạn nào có thời gian rảnh mình sẽ mời các bạn vào làm chung nha. Thứ nhất, cái phần cà này mình sẽ dùng cái bao tay trước các bạn, để không có mũ cà này đi dính trên phần tay rất là nhiều á. Phần này mình sẽ đem một chiếc bao tay các bạn, tại vì cái lúc làm cái cà này các bạn là nó sẽ mũ rất là nhiều. Hành tím mình sẽ cho qua một bên nha. Có phần tô nước này mình sẽ bỏ muối rồi. Ở đây các bạn sẽ cắt cái phần cà này, các bạn sẽ cắt cái cuốn này ra hết. Các bạn cắt hết, mình sẽ chẻ làm đôi luôn. Đó, các bạn cắt và chẻ làm đôi như vậy, mình sẽ bỏ vào thau tô nước nha các bạn. Tại vì cái cà này nó rất là non nè. Đó, các bạn cắt hết và mình sẽ chẻ ra, bỏ tô nước. Đó, non như vậy các bạn. Các bạn cứ vậy mà cắt nha, cắt chừng nào mà nó xong hết cái ruột cà này rồi thì mình sẽ tiếp tục làm khâu khác các bạn nha. Nãy giờ mình làm xong nữa bạn, cái phần cuốn này mình sẽ bỏ ra. Khi các bạn kho cái này các bạn sẽ dùng cái loại cà non một tí nha. Đó, cái này có trái hơi già nhưng mà nó cũng non, các bạn thấy không, cái nước nó ra rất là đen nè. Đó, các bạn sẽ bỏ một tí muối vô trong cái phần nước này, các bạn ngâm nó tầm khoảng cỡ 5 phút đi các bạn, rồi các bạn sẽ vớt ra và rửa sạch, rồi mình sẽ kho sau ha. Cái phần này mình sẽ ngâm 5 phút, mình đợi đây, mình sẽ đợi nha các bạn. Và mình sẽ sắc cái hành tím này ra, các bạn sẽ dùng sắc cái hành tím này ra để mình khử lên đó các bạn. Ở đây tầm khoảng mình có bao nhiêu hành tím các bạn sẽ sắc hết. Nếu các bạn dùng hết thì mình sẽ dùng, còn không thì bạn sẽ chừa lại một ít nha. Nếu mình nghĩ là dùng hết cho nó thơm các bạn. Đó, các bạn sẽ sắc hết cái phần hành này ra. Sắc ra và bỏ trong cái chén hồi nãy lại nha các bạn. Đây mình sẽ bỏ vào cái chén lại. Đây. Bây giờ mình sẽ được 5 phút rồi, mình sẽ đi rửa cái phần cà kia và rửa cho sạch sẽ, rồi mình sẽ trở lại với các bạn nha. Phần này cà mình đã rửa sạch như vậy nè các bạn đó. Khi các bạn ngâm muối là nó đỡ phải đen cái phần lớp mặt này, các bạn rửa sơ qua 2-3 nước này là nó sạch như vậy. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo trên bếp và các bạn sẽ đợi cái chảo nóng, mình sẽ khử hành và đổ nó vô nấu nha các bạn nha. Lúc cái chảo khô các bạn sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Trước cái khào các bạn sẽ cho dầu ăn nhiều thêm một tí nha các bạn nha. Và phần hành tím này hồi nãy của mình các bạn sẽ cho hết vô và đảo phần điều lên khử cho nó thơm. Cái phần hành chừng nào mà cái hành này nó đổi màu nó sẽ thơm á các bạn. Giờ phần hành mình đã đổi màu và nó thơm như vậy nè các bạn. Có khi các bạn kho và xào khử cái lượng hành nó như vậy thôi các bạn, đừng có khử nó cháy quá nha. Mình sẽ đổ hết cái phần cà này vô. Các bạn tao sơ cái phần cà này rồi mình sẽ cho gia vị nha các bạn. Ở đây các bạn sẽ cho một muỗng cà phê đường, và cà no thì các bạn sẽ cho một muỗng nhỏ bột ngọt, thì mình muối, các bạn xin lỗi, muối mình sẽ cho vào đây một gốc tư, bột ngọt chúng ta phải cho vào đây một gốc tư luôn, nước mắm các bạn cho vào đây tầm khoảng một muỗng cà phê nước mắm. Dầu hào mình sẽ cho nửa muỗng cà phê dầu hào. Rồi, và các bạn sẽ cho vào đây một ít nước nha. Các bạn cho vào đây tầm khoảng hơn nửa chén nước một tí. Rồi mình sẽ đảo đều cái phần này lên nha bạn. Đây, các bạn sẽ đảo đều cái phần này lên. Các bạn
cái phần nước ngập cái phần cà như vậy nè, ngập cái phần cà như vậy mình sẽ đảo đều lên, mình để trong tầm khoảng cỡ 1 phút sau mình sẽ kiểm tra nha các bạn. Đây tầm khoảng được 1 phút đó các bạn, mình sẽ kiểm tra một lần nữa các bạn thấy cái phần cà mình nó sôi lên rất là trắng này, trước khi các bạn ngâm muối nó sôi lên nó rất là trắng rất đẹp. Cái phần này mình không phải bỏ màu nha các bạn, mình chỉ bỏ một tí dầu hào thôi chứ màu thì mình không bỏ. Gia vị thì hồi nãy mình nêm đã vừa ăn đó. Nếu như các bạn nào cảm thấy gia đình mình ăn hơi đậm tí thì các bạn sẽ nêm tí dầu hào hoặc cà no, còn nếu như gia đình của mình mà ăn vừa cỡ thì tầm này được rồi các bạn, còn nếu mà gia đình mình ăn hơi nhạt thì các bạn sẽ bớt lại cái phần nêm gia vị từ đầu nha. Hiện tại bây giờ mình sẽ cho thêm sôi thêm tầm khoảng 2 phút nữa mình sẽ kiểm tra nha các bạn. Đây bây giờ 2 phút mình sẽ kiểm tra các bạn, tại vì cái phần này nó sẽ mềm, cà nó mềm nè các bạn. Đấy, các bạn sẽ cho tầm khoảng 1 phút nữa là nó chín được rồi. Cái phần nước á, là nó vừa thôi, các bạn đừng cho nó rút quá, tại vì khi các bạn kho là để phần nước lại bớt, còn từ khi các bạn xào á, thì các bạn mới cho cái đường nước mình nó sệt hơn một tí. Còn là mình xào, còn cái này mình kho thì các bạn sẽ chừa một ít nước lại nha. Cái phần này cà mình nó mềm rồi, giờ các bạn để trong tầm khoảng 1 phút nữa xong là mình sẽ kiểm tra sau nha các bạn. Tầm khoảng 1 phút cho các bạn cái phần cà mình đây. Đó, nó đã sệt hơn cái phần nước nè, nó chín rất là ngon luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ giảm cái đường lửa lại một tí xíu nha, để cái phần cà mình nó kho, nó chín vừa và nó mềm đó các bạn. Nếu các bạn dùng trái cà thiệt là ngon và non thì nó sẽ như vậy nè. Nó vừa trái xanh, vừa trái tím, vừa trái màu trắng nữa, nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là một ít tiêu nha các bạn. Sẽ cho vào đây một ít tiêu. Và như mình nói cái phần cà là nó đã chín rồi đó, mình cho vào đây một ít hành lá nữa nè, còn mình sẽ chừa một ít hành lá lại tí xíu các bạn sẽ cho lên sau phần dĩa. Bây giờ mình sẽ múc ra cái phần dĩa nha các bạn, mình sẽ tắt ra luôn nha đó. Tại vì phần cà mình chín rồi, mình sẽ múc ra phần dĩa trước rồi mình sẽ trang trí sau nha các bạn. Ở đây mình có đặt sẵn một cái dĩa, mình sẽ cho cái phần cà kho mình cái dĩa nha các bạn nha. Này các bạn sẽ múc ra cái dĩa từ từ. Đó, các bạn thấy không? Nó vẫn còn nước để mình có khi các bạn có thể ăn chấm cái gì chấm hoặc là các bạn sẽ chan cơm ăn cũng ngon nữa. Đó. Bây giờ mình múc ra cái phần dĩa rồi, mình còn một ít hành lá mình sẽ bỏ lên trên phần trên. Nếu các bạn nào không thích thì mình sẽ ngưng cái phần hành lá lại. Cái này các bạn sẽ kho và cho ớt vô cho nó ngon. Tại vì thực sự mà nói nhà mình có con nhỏ, cái phần ớt nó ăn không được, nó cay á các bạn, nên ăn không được mình sẽ không cho. Cái này mình cho một ít hành lá và một ít tiêu. Tiêu thì các bạn cho ít thôi, tại vì nếu như mình ăn thì mình sẽ cho nhiều. Như phần này có con nhỏ mình sẽ cho ít. Và ớt các bạn sẽ dầm vô nữa nó rất ngon. Đó các bạn thấy không? Cái này các bạn nếu mà các bạn bỏ cành nâu chay ngưng cái sữa nước mắm lại thì các bạn đã kho chay rồi đó. Còn này mình kho mặn nha các bạn. Thôi nếu các bạn nào cảm thấy thích video của mình á thì hãy bấm like và đăng ký nha. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi, với cách làm đơn giản và cái món ăn nó cũng đơn giản hàng ngày thôi các bạn. Để mình dành một ít thời gian cho gia đình mình nha bạn nha. Cho dù các bạn làm công ty giờ thứ bảy chủ nhật các bạn sẽ nấu ăn, hoặc các bạn đi làm gì đi hành chính thì buổi chiều giờ các bạn sẽ nấu, còn những đi ca thì bạn sẽ nấu ban ngày. Nếu bạn nào cảm thích thích thì các bạn sẽ đi chợ và mua chọn những quả cà ngon mình sẽ mua về và làm thử nha các bạn. Nếu các bạn đi chợ về mua về làm, mình chúc các bạn làm thành công. Và xin cảm ơn bạn đã dành thời gian bạn theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin bye bye.